cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Beautyholic. Và ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề rất là mới luôn mọi người, mới tinh luôn. Đó chính là cách để cho các cô nàng một mình trở nên tự tin hơn. Đó. Và bây giờ với công nghệ hiện đại và phát triển, thế thành ra là mọi người suy nghĩ đến việc là chúng ta sẽ cắt mí để cho mí to hơn. Nhưng mà ngày hôm nay Nhân sẽ chia sẻ cho mọi người một vài những cái mẹo để mà chúng ta có thể là mắt to hơn này, rồi là làm tự tin hơn, để mà chúng ta không phải can thiệp một xíu nào về dao kéo nhá. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Cách khắc phục đầu tiên đó chính là kẻ eyeliner cho mắt. Việc kẻ mắt sẽ giúp ăn gian được hơn mí mắt. Tại cảm giác mí sẽ to hơn, mắt sẽ có hồn hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp thêm mascara và trang điểm màu mắt sẽ làm cho mắt bạn lung linh hơn đấy. Các bạn nào mà chúng ta mới tập tành kẻ eyeliner ấy, thì mọi người nên sử dụng dạng gel để mà chúng ta sử dụng dễ dàng hơn này, cũng như là đi kèm với cả tẩy trang chuyên biệt dành cho mắt để nó không bị ảnh hưởng đến lông mi cũng như là mắt của chúng ta nhé. Giải pháp thứ hai cho đôi mắt một mí đó chính là đeo lens mắt, hay được gọi là kính áp tròng. Việc đeo lens sẽ không chỉ giúp các nàng có thể thể hiện được cá tính ra ngoài, mà còn giúp cho đôi mắt to hơn và trông có hồn hơn rất nhiều đấy. Với những bạn nào mà chúng ta sử dụng lens ấy, thì mọi người nên vệ sinh lens cẩn thận với những cái dụng cụ mà chuyên biệt dành cho lens để bảo vệ lens tốt hơn này, nó sẽ không ảnh hưởng đến mắt của chúng ta nhé. Với phương pháp massage đối với mọi người thì chắc không còn xa lạ. Nhưng massage làm cho mắt to hơn thì có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là có thật hay không? Thì mọi người ơi, mắt cũng sẽ to ra nhá. Vì massage sẽ làm cho giãn cơ mắt này và mắt của bạn sẽ to ra hơn. Phương pháp này đòi hỏi sự kiên trì dài lâu, nhưng bù lại bạn sẽ có một đôi mắt to hơn và sau này sẽ không cần phải vất vả kẻ mắt nữa. Và khi mà các bạn massage như thế này này thì không chỉ giúp cho mắt của chúng ta to hơn mà còn giảm thâm này, bọng này, đó, rất là hiệu quả lắm đấy mọi người. Và những cách trên là những cái mẹo mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, cho các bạn nào mà mắt một mí đấy. Và hy vọng là sau cái số này thì mọi người sẽ tự tin hơn khi giao tiếp nhá. Chúc mọi người thành công. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong số lần sau. Và cũng như là đừng quên like, share và subscribe cho mình nhá, để mình có thêm nhiều động lực hơn để làm video. Còn bây giờ thì bye bye.